Hồi đó, cô định cho vợ chồng tôi 200-300 đồng gì đó để tôi đưa thằng nhỏ cho cô nuôi. Cô nhớ không? Té ra quan kinh lý là con của Lũ hay sao? Không biết phải nhà ông Hương giáo ở đây hay không? Dạ thưa phải, nhà tôi. Không biết bà ở đâu lại? Tôi là vợ Hương Chủ Khanh, ở trong chợ Dòng. Tôi nghe quan kinh lý nói ông thân của ngài ở dưới Bạc Liêu lên, nên tôi kiếm đặng thăm cho biết. Té ra cô là cô Ba, con của bà Cai mà. Mời cô Ba ngồi. Ông biết tôi hay sao? Thưa, tôi biết rõ lắm. Mà cô cũng biết tôi nữa chứ. Tại lâu quá nên cô quên. Ông nói kỳ dữ không? Dạ. Tôi nói thiệt mà. Cô nhớ lại coi. Cách đây 20 năm về trước, cô đến hỏi thăm vợ chồng tôi. Nhà tôi ở phía sau nhà này đây. Lúc đó con tôi đang chơi trước cửa. Cô đến bồng nó, rồi xin nó làm con nuôi. Cô quên rồi hay sao? Ui, té ra quan kinh lý là con của con của tôi. Hồi đó, cô định cho vợ chồng tôi 200-300 đồng gì đó để tôi đưa thằng nhỏ cho cô nuôi. Cô nhớ không? Té ra quan kinh lý là con của Lũ hay sao? Thưa phải, con của Tư Lũ ở đập Ông Canh. Kêu cai tuần bưởi bằng câu rồi.